Xin chào các bạn bè hữu duyên và các thân hữu gần xa thân mến. Chúng ta lại gặp lại nhau trong một bài bonus về Camtasia 9.0. Và đây là bài bonus cuối cùng mà mình làm về cái phần mềm này. Và sau này nếu có thì chỉ là những video cài đặt ở Camtasia 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 thôi, chứ không phải là các bài bonus hướng dẫn như thế này nữa. Vì những gì mình biết về phần mềm này mình đã chia sẻ hết sau khi học phần làm chủ Camtasia 9.0 hoàn tất, và các bài bonus kèm theo đã giúp cho các bạn hầu như là nắm được các tính năng của phần mềm này một cách hoàn toàn rồi. Và bài cuối cùng hôm nay là giúp cho các bạn tăng tốc việc render trong Camtasia 9.0, là chúng ta sẽ kết thúc cái phần mềm này. Và mình sẽ không có làm những video hướng dẫn, không làm thì không đúng, mà chỉ làm khi mà nó ra cái phiên bản mới thôi. Mình sẽ tập trung làm những cái phần mềm khác để cho các bạn có thêm nhiều kiến thức và tùy chọn khi mà sử dụng phần mềm. Rồi bây giờ mình sẽ có hai video. Giả sử sau khi mà bạn đã chỉnh sửa và biên tập video xong rồi, đã đến lúc render video rồi nhưng máy bạn khá là ì ạch, thì làm thế nào để tăng tốc render? Thì hôm nay thì mình sẽ chỉ cho các bạn một cách, đó là các bạn bấm vào Task Manager. Tại đây bạn có thể thấy Camtasia 9, và tìm cái mục đó là Camtasia 9 trong phần Direction nha các bạn. Các bạn bấm vào đây và chọn Set Infinity, thì các bạn đánh dấu tích vào cả tất cả các CPU, và sau đó bấm vào Set Priority và chọn cái phần 2. Thì lúc này toàn bộ hiệu suất máy tính của bạn sẽ được dồn cho cái phần mềm này để cho bạn có thể tăng tốc quá trình render của mình. Lưu ý điều này, chỉ làm điều này khi mà bạn đã cắt ghép biên tập video rồi nha các bạn. Các bạn đừng có làm điều này khi mà các bạn đang chỉnh sửa gì hết. Chỉ sử dụng khi mà bạn đã hoàn thành việc chỉnh sửa video, và đến lúc render thì các bạn mới sử dụng tính năng đó là Priority và Infinity nha. Khi mà bạn set Priority rồi thì các bạn bấm vào Save, và chúng ta sẽ thử tốc độ render của phần mềm này. Và như vậy thì hiệu suất của máy tính sẽ được đổ dồn về cho cái phần mềm này để nó tăng tốc cái quá trình render của Camtasia 9 lên. Bạn thấy quá trình render đang chạy rất là nhanh. Và chúng ta đang sử dụng 100% CPU cho phần mềm này đấy các bạn. Và như vậy thì chúng ta đã xong quá trình render, có can thiệp tính năng về một chút về tối ưu hệ thống máy tính cho phần mềm. Khi mà bạn render xong rồi thì bạn trả lại vị trí như ban đầu, đó là set Priority và chọn về normal. Ok. Và như vậy thao tác vừa rồi được hiểu như là tối ưu máy tính để tăng tốc cho việc render trong Camtasia 9.0.5. Và đây là bài bonus cuối cùng, mình rất tiếc khi mà phải nói điều này. Và hẹn gặp lại các bạn ở những phần mềm khác thú vị hơn, như là WonderSAM, Filmora, Rosol, Roducer và những phần mềm cao cấp khác. Hẹn gặp lại các bạn trong những video mới, và đừng quên nhấn nút đăng ký để theo dõi những video mới nhất từ mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.